TCM8 Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên mạng miền Tổ quốc. Thưa quý vị và tất cả các bạn thân mến thì hôm nay TCM8 Audio review đến quý vị và các bạn những dòng pin sạc dùng cho micro. Thưa quý vị và các bạn thân mến trên thị trường rất nhiều dòng pin sạc dùng cho micro nhưng bên ngoài vỏ ghi là 300mAh nhưng thực tế thì không được như vậy. Dùng rất nhanh hết bởi vì vậy nên rất nhiều anh em trên mạng miền Tổ quốc có điện và nhắn tin cho TCM8 Audio. Uh, đề nghị TCM8 Audio làm một video để uh, Gửi đến quý vị và các bạn trên mạng miền Tổ quốc những dòng pin sạc chất lượng Và Đặc biệt là Độ bền cao Thì trước các mắt quý vị và các bạn là dòng pin MB Có số series Và đặc biệt là những dòng pin này thì uh, Là dòng pin chính hãng MB quý vị và các bạn nhé Có uh, mã vạch và đặc biệt là dòng pin là pin 300 media quý vị và các bạn yên tâm rằng dùng chúng ta tát, hát nếu những cái dòng mic nhẹ pin chúng ta có thể hát được 30 tiếng liên tục không cần thay pin là một số đám cưới hoặc một số nhạc nào đó mà phải cần hát nhiều thì chỉ cần một đôi pin này thôi chứ mic chúng ta hát liên tục trong vòng nhiều tiếng đồng hồ không phải thay rất là tiện lợi quý vị và các bạn ạ Thưa quý vị và các bạn, dòng pin 300 media này thì uh, thường là được bán rất nhiều dòng pin khác được bán thị trường ghi là 300 media. Thực tế thì uh, cái dung lượng pin rất là thấp nhưng uh, do cái uh, cái người đặt hàng bên Trung Quốc họ nói là hãy viết được tôi được 300 media thì người Trung Quốc người ta sản xuất và người ta ghi ra cái uh, cái cái vỏ là 300 media nhưng thực tế của nó thì nó không được như vậy. Những dòng pin lithium này thì thường là không rẻ đâu quý vị và các bạn nhé. Những dòng b 300 media này thì một bộ pin này của nó lên tới gần 400 000 đồng có bốn quả pin thôi. Nghĩa là gần 100 000 một quả pin này quý vị và các bạn nhé. Thì tôi cho em tám một sẽ bóc cho quý vị và các bạn một thử một cái hộp pin này ra cho quý vị và xem. thưa quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đây là dòng pin 300 media. Có pin thì có dung lượng là 300 media, 1,2 V. Thưa quý vị và các bạn thân mến thì rất nhiều dòng pin thị trường ghi là 300 media nhưng thực tế thì nó không được như vậy. Như cái dòng MB của bên TCM8 Auto đang phân phân phối thì quý vị và các bạn hết sức là yên tâm, chất lượng đúng như gì tôi 8 audio quảng bá như mỗi tội là giá thành nó sẽ cao hơn những dòng pin nhái một chút thôi. Từ 8 audio nhắc lại là bốn chiếc pin như này có giá là 385 000 đồng. Nghĩa là là bốn quả pin này thì quý vị và các bạn mua kèm sạc thì giá của nó là 600 000 đồng cả sạc. Tôi 8 nó giới thiệu đến chiếc sạc. Thưa quý vị và các bạn thân mến nhìn những dòng sạc như này rất nhiều trên thị trường nhưng uh, dòng e bl này thì tc uh, tcm 8 nó nhập rất nhiều nhưng uh, không có hàng lỗi quý vị và các bạn nhé rất nhiều bộ rồi bán uh, không trên dưới 200 bộ rồi nhưng mà chưa thấy một chiếc nào bị lỗi bao giờ đâu chính tỏ là dòng sạc này rất là bền e bl sạc được rất nhiều dòng pin khác nhau đa năng quý vị và các bạn thân mến thì dòng sạc này nó tự động ngắt chúng ta có thể Hát xong cắm pin đấy Và sáng hôm sau thì Chúng ta lại hát tiếp Nó tự ngắt, đầy nó tự ngắt Quý vị và các bạn nhé, hoàn toàn yên tâm Không lo bị chai phòng pin Đây là dòng sạc ebl uh, Dòng sạc này thì uh, thường là sạc được 4 quả pin Và sạc được từ pin uh, Tiểu cho đến pin Pin đại Nghĩa là pin uh, dòng này và những cái dòng pin nhỏ hơn thì nó cũng sạc được vì nó có hai lẫy lẫy uh, bé thì dùng cho pin nhỏ hơn lẫy to dùng cho pin to hơn thưa quý vị và các bạn thân mến thì pin mic thì đa phần họ sử dụng những dòng pin như này thưa quý vị và các bạn thân mến những dòng sạc ebl uh, này thì uh, độ bền rất là cao rất là tiện dụng đằng sau nó có một cái uh, Công tác để cắm gãy ra để cắm điện nguồn đây Rất là tiện lợi Cắm ổ cắm và gài pin vào Thưa quý vị và các bạn thân mến Dòng sạc pin này Thì tính ra giá trị của nó cũng không có cao Cả bộ của này Bao gồm cả sạc cả pin Thì đâu đó rơi vào tầm 600.000 thôi Nhưng quý vị và các bạn thân mến Thì nó rất là tiện lợi, tiện dụng Cho mọi gia đình Bởi vì là quý vị đều biết rằng Khi chúng ta mua một chiếc mic 3 đến 4 triệu đồng chúng ta mua những dòng pin chỉ có 2.000 đồng một quả thôi thì nó cũng chạy được. Nhưng điều tai hại khi chúng ta quên quả pin nó bên trong chiếc uh, micro đơn cử chiếc micro chúng ta mua 4 triệu mà chúng ta mua quả pin 2.000 đồng lắp vào mà ta bỏ quên thì uh, đồng nghĩa việc chúng ta đã làm hỏng mất chức micro đó. Bởi vì những dòng pin rẻ tiền pin uh, uh, thì nó chạy thời gian ngắn nó hết và nó sẽ chảy nước làm hư hại các thiết bị linh kiện điện tử cũng như là cái cực pin bên trong và nó dây gì xét quý vị và các bạn đây trước mắt quý vị và các bạn đây là một dòng mic à, do một à, vị khách hàng của TCM 8 auto gửi đến cho TCM 8 auto sửa dùm nhưng mà không thể sửa được quý vị và các bạn nhé anh ấy mua một dòng pin rẻ tiền và lắp vào đây thì anh ấy bỏ quên bỏ quên có mấy ngày thôi thì nó chảy nước và làm hư hại chiếc mic micro ấy luôn. Thì điều đó cực kỳ tai hại, vừa làm hư hại không những làm hư hại cực, cực tiếp xúc điện mà còn chảy nước và làm chập cả bo bo xử lý tín hiệu bên trong chiếc mic này. Vì vậy nên chúng ta phải vứt bỏ chiếc mic này mà chiếc mic này thì, thì anh ấy mua bên TCM8 audio cũng không hề rẻ nhé. 3 triệu 8 mic mới chỉ có một sự tai hại nhỏ nhỏ thì đã vứt bỏ một chiếc mic như này thì thưa quý vị và các bạn thân mến thì quý vị và các bạn hết sức lưu ý là chúng ta đừng nên tiếc tiền mua cái dòng pin mic kia thì uh, thứ nhất là chúng ta hát được khá là lâu hát được 30 tiếng liên tục không cần phải thay pin và điều đặc biệt là khi kể cả khi hết điện thì nó không bao giờ nó chảy nước làm hư hại chiếc mic của chúng ta điều đó là điều cực kỳ quan trọng bởi vì chúng ta bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc mic và nếu mà bị chảy nước như thế này thì không một ai bảo hành những cái vị và các bạn đâu nhé người ta chỉ bảo hành là phần đầu thu vương phần mic này thì không một hãng nào ta bảo hành cả đây là do người sử dụng làm chảy nước ra làm hư hại chiếc mic này thì quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm là những dòng pin sạc như thế này thì quý vị và các bạn dùng không bao giờ phải lo là pin hết chảy nước kể cả vị vị dùng kiệt hết pin thì chúng ta nó là dòng pin khô chính vì vậy nên nó không bao giờ bị chảy nước và điều đặc biệt là dòng pin này thì chúng ta nạp đầy hát vô cùng yên tâm không bao giờ phải lo hết pin và đang hát sửa giang lại phải tháo ra thay pin hát hai ngày ba ngày thậm chí bốn năm ngày mới phải thay pin một lần phải nạp pin một lần rất là tiện lợi giá thành thì cũng không có gì là đắt đỏ lắm chỉ có 600 nghìn một bộ cả sạc cả pin quý vị và các bạn thấy là hợp lý không ạ bởi vì nhất chúng ta mua những hộp pin rời bên ngoài 50 nghìn một hộp đó thì chúng ta chỉ hát ở hai ba hôm là hết và chúng ta lại phải đi mất công đi mua chúng ta thà chúng ta bỏ tiền ra một lần chúng ta mua một bộ pin sạc này thì uh, chúng ta dùng cho show sự kiện dùng cho gia đình hát karaoke thì quá tuyệt vời hàng qc có tem qc đây hàng chất lượng cao như anh em làm xô chậu thì đây là những dòng pin tốt độc luôn. 300 media. Quý vị và các bạn đều ý rằng đây là những dòng pin đắt tiền nhé. Quý vị và các bạn nhé. MB. Đây là hàng xịn, không phải hàng nhái đâu. Rất trên rất nhiều trên thị trường là có những cái dòng pin cũng ghi 300 media này. Thì nhưng mà thực tế thì nó thì không, không, được như vậy đâu. Và 8 màu cũng đi làm thực tế là làm xô chậu. Thì dòng pin này làm rất là nhạt điện rất ổn định độ bền thì châu bò hoàn toàn yên tâm pin thì cầm rất là chất lượng nặng chính trịch luôn quý vị và các bạn nhé dòng pin xịn nó rất là nặng còn những dòng pin nhá thì nó ăn bớt bên trong nó chỉ làm cái phần bên lõi bên trong nó chỉ làm ngắn như cái này thôi còn đâu cái chuôi này làm dài ra thực tế cho rằng nó không cái, cái, độ cái cái dung tích để chứa điện bên trong thì nó nó làm khá là ngắn vì nó chỉ được khoảng 150 chứ nó không được 300 ml đâu nhưng mà do người Việt Nam đặt hàng họ nói là phải ghi 300 ml thì người ta ghi 300 ml thôi thực tế là những dòng pin đấy thì nó khá là rẻ tiền thôi quý vị và các bạn hết sức lưu ý nhé đây là những dòng pin BM có tên tuổi và dòng sạc EBL này thì mọi chi tiết quý vị và các bạn muốn sở hữu bộ pin sạc này thì liên hệ ngay với TC88 Audio với hai số điện thoại là 08 5367 888 và 08 3965 39 quý vị và các bạn hết sức lưu ý rằng TC88 Audio sẽ không trả lời quý vị và các bạn khi à, à, quý vị và các bạn à, bình luận trên YouTube nhé bởi vì rất nhiều những bình luận à, quý vị và các bạn à, bình luận thì TC88 Audio cũng không có thời gian đọc quý vị và các bạn này cứ chủ động liên hệ với hai số điện thoại này đang hiển thị trên màn hình À, Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt.